Tiếp tục video hôm nay mình nói về Genform. Thì Genform là một quý kiệt áp dụng một chuyển đổi trước khi vẽ con của nó. Thì cụ thể mình đi vào ví dụ. Đầu tiên là mình làm một cái slider. Thì trong slider mình return và slider value là 0, min là 0, max là 100, on chain. Thì mình tạo ra một cái biến để thay đổi slider, double slider value bằng 0. Rồi mình sẽ khởi tạo cái biến đó. Slide value bằng 0. Rồi khi mà slide thay đổi thì cái value này nó thay đổi theo. Rồi khi value thay đổi thì mình set lại cái state cho nó. Slide value bằng value chấm phẩy. Rồi mình đưa cái slide này xuống cái column, children của column. Đó, mình có một cái slide nè. Bây giờ mình đi vào xử lý cái Genform. Thì đầu tiên mình làm cái rotate. Mình tạo một cái container rotate, return giữa cái container. Trong container thì có children genform.rotate. Thì cái ng của nó, cái góc á, thì mình sẽ chuyển vô cái slide value. Rồi cái original chuyển vô cái offset có tọa độ là 0, 0. Rồi tiếp tục cái child là container hay là 100, cái width là 100 và cái color là color.red. Rồi mình sẽ đưa cái row state xuống cái column row state nè. Đó, mình có một cái row state nè. Khi mà mình thay đổi cái slider thì cái row state thay đổi theo nè, nó xoay. Thì nó xoay xung quanh cái góc là 0, 0 nè, cái tọa độ 0, 0 nè. Rồi tiếp tục mình handle cái scale. Thì copy cái này, dán, sửa lại là scale. Này sửa lại luôn là scale. Thì này không phải cái ng nữa, mà là cái scale. Scale khi mà cái slider á, mà nó bằng 0 á, nó đứng ở vị trí 0 á, thì mình cho nó bằng 1 đi. Còn khác vị trí 0 á, thì mình lấy slider mình chia cho 50. Tại vì cái slider tăng 1, 2, 3, 4 á, thì nó lớn quá, nên mình chia 50 cho nó nhỏ bớt. Rồi scale. Rồi mình đưa cái scale xuống chỗ cái column scale nè. Đổi cái màu, đổi màu green này. Đó, scale bự lên, nhỏ xuống nè. Tới vị trí 0 thì quay về đúng hình dạng ban đầu nè. Đó, to lên, nhỏ xuống. Rồi tiếp tục mình làm vào cái chain lay. Copy cái này, dán ra,
sửa lại là translate. Rồi này sửa lại là translate. Translate thì nó không có cái mục scale, mình bỏ cái scale đi. Nó chỉ có cái offset nè. Này đỡ x nè, này đỡ y nè. Thì đỡ y mình giữ nguyên, còn đỡ x thì mình sẽ thay đổi theo cái slide. Rồi mình đưa cái translate xuống chỗ cái column. Column. Thì cái translate này là green đúng không? Cho màu vàng đi. Vàng. Thì mình di chuyển cái slide nè. Đó, cái màu vàng nó thay đổi nè. Màu vàng nó di chuyển vị trí. Đó, di chuyển màu vàng nó di chuyển vị trí nè. Nó giữ nguyên cái tọa độ y, nó chỉ di chuyển tọa độ x thôi. Đó. Rồi tiếp đến mình làm vào cái skill. Cái skill là cái góc SKEW. Thì bỏ cái translate này đi. Thay cái này là cái transform matrix 4.scaleX slide value. Cho này là bubble đi. Rồi mình cho cái scale đi xuống, xuống cái column scale nè. Đó, cái bubble nè. Bubble nó sẽ nghiêng góc theo cái trục x nè. Đó, đó. Đó. Lớn quá. Mình chia cho 100 đi. Cho nhỏ lại nè. Đó. Rồi tiếp đến mình handle vào cái transform 3D. 3D nè. 3. Này sửa lại matrix.identity. Này bó chấm chấm set entry cho nó. Thì row là ở vị trí row 3 nè. Column là 2 nè. Value là cái slide value nè. Set rotate. Rotate x cho nó 3.14 nè. Chia cho 30 nè. Rồi đưa cái align cho nó chấm center. Rồi đưa cái 3D xuống. Này mình sửa thành cái blue đi. Rồi đó, cái 3D ấy. Thay đổi nhanh quá, chia góc 20 thôi. Chia cho 1000 đi, cho nó nhỏ lại. Đó, nó di chuyển cái 3D. Đó, to nhỏ nè. Thì hôm nay mình đã hướng dẫn mọi người về transform và các thuộc tính của transform, gồm có rotate, scale, translate, skew và 3D. Hẹn gặp lại mọi người trong những video tiếp theo.